Dạ, xin chào quý cô bác, quý anh chị, các bạn. Chiều nay là ngày 14 tháng 8 năm 2022. Em có về mấy cái dòng điện thoại, bây giờ em sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại. Cô bác anh chị xem ơn cái nào chốt liên hệ với em số điện thoại 0388792574. Em để ngay góc tay trái màn hình nha. Mình bán hàng là ship toàn quốc nha, ship code nha. Mình ship hàng là bưu điện nhà nước. Trước lúc ship hàng là bưu điện đã kiểm tra hàng rồi xong mới tắt nguồn gói đi cho khách. Ship hàng tới cho khách xem hàng trước lúc nhận hàng nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ test máy báo giá từ cái điện thoại. Mình bán điện thoại từ tầm 500, 3-400 tới 2 triệu, 2 triệu mấy trở lại nha cả nhà. Rồi A3 RAM 2 16GB, máy nhỏ gọn, máy màu hồng nha. Tình trạng máy là đẹp trên 80% nha. Hai SIM 1 phải nhớ, RAM 2 16GB, 800.000 nha. A3 2016 giá 800.000. Android 7 chấm. Màu hồng. Tiếp theo cũng cây A3 luôn, RAM 2 16GB. Máy cũng nhỏ gọn luôn nha. Cũng xài 2 SIM 1 thẻ nhớ. Camera. Camera trước, camera sau. Camera rất là sáng nha cả nhà. Máy màu trắng nha. Vô cấu hình cài đặt. Thông tin thiết bị. A300H Android 5 chấm, RAM 2 16GB. Tình trạng máy cũng đẹp trên 80% nha. Rồi 650. A300H 650, RAM 2 16GB. Này xài Zalo, Facebook, YouTube được, học online được nha cả nhà, máy mạnh nha. Rồi C700. Còn gọi là C7 thường, em có 4 cây nha. RAM 2 16GB luôn. Màn hình 5.5. Xài Zalo, Facebook, YouTube được luôn. Học online được, chơi game nhẹ. C7, C700, Android 6 chấm nha, máy màu vàng đồng. Tình trạng máy là cũng được trên 80% nha, mặt trước nha. Mặt sau không bằng mặt trước nha. Em có 2 cây vỏ hơi đẹp. Còn 1 cây vỏ hơi xấu nha, mà mặt kính trước thì không trầy xước nhiều nha. Cái này có gì em dán cho khách nào mua em làm đẹp cho, rồi em mới ship nha. Rất cảm ơn cho khách nè. Tại Zalo, Facebook, YouTube, tất cả các ứng dụng TikTok luôn nha. RAM 2 16GB, màn hình 5.5, màn hình to nha. 800.000, 800.000 cho khách nha. Này vỏ không bằng 2 cây trước, nhưng mà em trước lúc ship em cũng làm cho đẹp cho khách rồi em mới ship nha. Làm đẹp máy rồi mới ship. Tình trạng máy đẹp trên 80%, mặt kính trước không trầy xước nhiều nha, không ám ố gì hết nha. Máy đẹp nha, màn riêng luôn á. Này là vỏ riêng luôn, lời luôn, 800.000. Oppo A53M, dễ chữ Z nhỏ giùm em. RAM 2 16GB, hủy không dọn rác. Oppo A53M Android 5 chấm, RAM 2 16GB, màn hình 5.5 luôn nha cả nhà. Rồi 850.000 cho khách nha. Máy cũng đẹp trên 80% nha, 850.000. Sẵn Apple, review Apple luôn. F1S, RAM 3, 32GB. Chơi game lưu vui chi phai được, học online được, máy mạnh luôn nha. Màn hình 5.5 luôn.
Máy cũng đẹp trên 80% mặt trước nè, mặt sau nè. Có dưới đây không bằng mặt trước này, đây hơi xấu một tí nha, tí xíu thôi, vài chấm thôi. Rồi em bán cho khách là 900k nha. RAM 3 32GB F1S 900.000. Rồi 900.000 cho khách nha. Màu hồng hột gà. Rồi tiếp theo Samsung A5 RAM 2 16GB, A5 2016 RAM 2 16GB, màn hình 5.5. Ủa màn hình 5 inch, nó lộn, màn hình 5 inch nha cả nhà. Tình trạng máy là cũng được trên 80% nha, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ. 950.000 cho khách. 950.000 A5. Samsung 32GB, A8 Android 5.32GB, xài 2 SIM 1 thẻ nhớ nha. 999.000 nha. Màn hình này 5.8, 5.9 vậy nha cả nhà, gần 6 inch nha. A8 999.000 cho khách luôn. 32GB A8. Máy cũng đẹp trên 80% nha, không trầy xước nhiều nha. Z3 em còn duy nhất một con Z3 nha. RAM 1GB8 nhưng mà xài Zalo, Facebook, YouTube được, học online được luôn. 600.000 cho khách. Màn hình 5 inch nha. Chiều xe cộ chạy qua là hơi ồn ở nhà, thông cảm giùm em nha. Rồi 600.000. Z3 Z5 RAM 2 16GB, xài Zalo, Facebook, YouTube được, học online được. Z5 RAM, mặt kính trước được trên 80%, mặt sau không bằng mặt trước, nó hơi xấu đường viền một tí. Hay này khách nào mua anh tặng ốp lưng nha. Cái em bán máy không kèm phụ kiện, phí ship khách trả nha. Mình bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An. Khách nào có nhu cầu xem hàng á thì tới chỗ em thì điện trước giùm em, nhiều khi em đi không có nhà. Rồi cây này 850.000 cho khách luôn nha. G5 RAM, RAM 2 16GB, 850.000. iPhone 5S, cây này RAM, cây này 16GB nha. Máy sạch không vướng tài khoản. 850.000 cho khách nha. 16GB nhưng mà còn vân tay. Màn riêng luôn á, máy riêng. Máy được trên 80% mặt kính trước, mặt sau không bằng mặt trước, hơi xấu một tí nha. 850.000. iPhone 5 thường 700.000. Cây màu đen 32GB, cây này 16GB, rồi 700.000 cho khách luôn. Màu đen và màu trắng. iPhone 4 450.000 cho khách nha. 16GB 450.000. Bao YouTube nghe gọi 450.000 cho khách. iPhone 4. Rồi cây này là cùi bắp nha. Cây này là Romea Trung Quốc nha, cây này của Trung Quốc nhưng mà tiếng nó lớn lắm nha cả nhà. Tiếng nó như là phát thanh nha, máy đẹp nha. Rồi 150.000 cho khách. Nghe gọi 2 SIM, 1 thẻ nhớ. Em có bỏ thẻ nhớ đây cho khách luôn rồi nha. 150.000. Z6 máy được trên 80% nha. Mặt trước, mặt sau em có tặng ốp lưng nha. Đây, vỏ rim không thay luôn, máy xấu theo thời gian thôi. Rồi Z6 RAM 3 32GB, giá 1 triệu nha cả nhà. Tặng ốp lưng nha. Rồi vàng đồng Samsung Z6 RAM 3 32GB, máy rim luôn nha, màn rim nha. Rồi
xài 2 sim một thế giới giá 1 triệu Apple F5 RAM 4 32GB nha. Tình trạng máy là đẹp trên 80%. Android 7 chấm. $1.250.000 nha cả nhà. Giá $1.250.000. Em vô cài đặt em chỉnh ánh sáng rồi. $1.250.000. Apple F5 Android 7 chấm. Nokia em có 2 cây nha. 6.1 lút. Cây này là 6.1 lút. RAM 4 64GB. Cây này là RAM 4 64GB nha, 6.1 lút. Pin sạc tay xe nha, tình trạng máy đã được trên 80%. Cái an bán máy á, quan trọng nhất là màn hình và pin nha cả nhà. Mình bán máy cho khách quan trọng nhất là màn hình và pin nha. Cảm ơn mà bị liệt một điểm em cũng nhập không nhập nữa. Rồi. Cây này giá 1.2 triệu nha. Nokia 6.1 lút Android 10 chấm giá 1.200.000. Cây này Android 9 chấm. Nokia X5 Android 9 chấm 32GB. Hình trạng máy cũng đẹp trên 80% nha, chưa sạc tay xe luôn. Rồi 1.100.000 cho khách. 32GB 1.100.000. iPhone 12 Pro Max nha, hàng sách tay của Singapore em có về. Nhưng mấy cây mà giờ em hết rồi, hiện nay còn chỉ có 2 cây thôi nha. Một cây là màu xanh rêu và một cây màu trắng. 512GB nha, khách nào có nhu cầu xem hình đó thì em gửi hình cho. Hàng sách tay của Singapore nha. Tình trạng máy là đẹp trên 80%. Rồi. Giá 2 triệu nha cả nhà. A7 hiện em về 3 cây nha. A7 2018. RAM 4 64GB. Tình trạng máy là đẹp trên 80% nha, 2 cây vàng đồng và một cây màu xanh đen. RAM 4 64GB. Giá 1.800.000 cho khách nha. RAM 4 64GB 1.800.000. Nói chung mỗi đợt hàng về giá cả chênh lệch khác nhau, cả nhà thông cảm giùm em nha. Cây này cũng vậy luôn, 1.800.000. Tình trạng máy cũng y chang vậy. Số điện thoại em là 0388792574 nha, để góc tay trái màn hình nha cả nhà. Khách nào có nhu cầu xem hình cứ kết bạn Zalo em gửi hình. Cây này cũng vậy, 1.800.000 luôn, màu xanh đen. Màn hình 6 chấm nha. Pin 3300. Android nó tới 10 chấm rồi nha cả nhà. Giá 1.800.000. Xanh đen luôn. Rồi. Tiếp theo. Z4Core RAM 2 16GB. Tại Zalo, Facebook, YouTube học online luôn. Màn hình gần 6 inch nha. Android nó tới 8 chấm lận nha. Máy cũng được trên 80%. Rồi giá 999.000 nha, 999.000. C4 con. Rồi tiếp theo, em có một cây C4 cộng luôn. RAM 2 16GB màn hình 6 inch. Tình trạng máy cũng vậy, máy là được trên 80% nha.
camera trước, camera sau chỉnh rồi. Màn hình 6 inch luôn nha cả nhà. Bắt chua âm lượng cho khách. Chơi game chi file luôn quân được. Để em vô anh coi em rồi nó mấy chấm. Em rồi 9 chấm nha, máy màu vàng đồng có tăng ốp lưng. Rồi giá 1 triệu 100 ngàn nha. Siêu 4 cộng. Máy đẹp trên 80%, 1 triệu 100 ngàn. Si 6 cộng. RAM 32GB. Chơi game liên quân chi file được, học online được. Android 8 chấm nha cả nhà. Còn vân tay luôn nha. Máy màu xanh đen. Giá 1 triệu 300 ngàn. C6 cộng 1 triệu 300 ngàn. Giờ tiếp theo em còn duy nhất một tay iPhone 6 lút 16GB. Còn vân tay máy sạch 1 triệu 800 ngàn cho khách nha. Máy sạch, không dính tài khoản, bao reset 1 triệu 800 ngàn, 6 lút. Vivo RAM 6 128GB. Camera trước, camera sau. Cài đặt màn hình giọt nước nha. Quản lý thông tin Vivo 2029 Android 12 chấm, RAM 6 128GB. Tình trạng máy là đẹp trên 80% nha cả nhà. Máy màu xanh đen. 2 triệu 100 ngàn nha. 2 triệu 100 ngàn. Vivo Samsung M20 RAM 32GB. Android 10 chấm. Tình trạng máy lại đẹp trên 80%. Màn hình giọt nước. Một triệu sáu năm mươi ngàn nha cả nhà. Tiếp theo Oppo A12 RAM 32GB. Màn riêng, máy riêng nha. Chưa bung nha cả nhà, cây này là chưa bung nha. Giá 1 triệu 600 ngàn. Cây này còn vân tay luôn nha cả nhà. Nhận diện khuôn mặt. Máy đẹp trên 80% nha. A12 Android 9 chấm nha. Giá 1 triệu 600 ngàn. Màn hình giọt nước 1 triệu 600 ngàn. Rồi tiếp theo Redmi 5 64GB. Redmi 5 Android 10 chấm RAM 3 64GB. Tình trạng máy là đẹp trên 80% nha. 4 camera luôn. Ừ.
Android nó 10 chấm. Giá 1 triệu 700 ngàn nha cả nhà. 1 triệu 700 ngàn. Redmi 5 màn hình 6 chấm mấy, 6.6.1. G7R RAM 3 32GB, chơi game lưu quân Free Fire được. Em có hai cây màu đen nha. Tình trạng máy là cũng được trên 80% nha. Android 8 chấm, học online được, hát karaoke được, màn hình 5.5, chơi game lưu quân Free Fire luôn. Một triệu 450 ngàn nha. G7R 1 triệu 450 ngàn. Rồi, tiếp theo đây em cũng có cây G7R nè. Em có 3 cây nha. Rồi, giá của 1 triệu 450 ngàn. Còn mũ nha, chưa lọc ra. 1 triệu 450 ngàn luôn, G7R. Tiếp theo A7. Samsung A7. Màn hình 5.7 nha cả nhà, Full HD. RAM 3 32GB, pin 3600 nha. Android 8 chấm. 1 triệu 300 ngàn nha. 1 triệu 300 ngàn, xài 2 SIM 1 phải nhớ. 1 triệu 300 ngàn. A7 2017. Huawei. Vậy em trả lời bự. Đây là cũng là dòng Huawei mà là gọi là Home Pro. Đó là cũng là Huawei luôn. Máy mặt kính trước được trên 80%, mặt sau không bằng trước. Home Pro 10 Lite. Android 10 chấm, RAM 3 64GB. Giá 1 triệu 550 ngàn có tặng ốp lưng nha. Coi máy đi anh. Tiếp theo. Bài phim luôn hả? Đâu có, em bán trên YouTube á. Đồng quay video em xuất án rồi đó. A6 RAM 3 32GB. Rồi giá 1 triệu 300 ngàn nha. Máy màu đen. Rồi, Thúy An xin kết thúc video ở đây. Mong quý các bác anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay, cả nhà cùng xem và bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Hẹn clip sau.